nè không, tới đây nè, cái điểm yếu nhất của trỏ vuông góc, vuông góc bữa lên là thấy bụng nổi đau lắm, hai cẳng tay vuông góc chết liền. Và thứ hai là cái bài là sát của bụng trỏ. Vlog thực hành thiết thực cụ thể chờ kiến hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Ok, bài này các em phải có một người đỡ tạ, bài này là phải có một người đỡ tạ. Nói chung tập bài này á thì nó hơi rất là bất tiện ở chỗ là các em phải có một PT đỡ tạ, và thứ hai là cái bài là sát khuẩn bụng nhỏ nghe, sát khuẩn bụng nhỏ trong tấm hình á các em phải bị siêu khổ là anh chụp cho nó đẹp, còn khi tập mặt á phải né khỏi nó ra, nên bởi vậy mấy thằng nhỏ nhỏ đó, nó lên mạng nó tìm hiểu á, nó không hiểu tấm hình nào người ta chụp để người ta làm đẹp, tấm hình nào người ta chụp để người ta dạy hết, tập mạnh bạ vô tấm hình người ta đang làm biển ra. Tụi em tập mà như vậy của chỏ nó bật vậy thì được thử ra cái được và cái mất bài là gì. Thật lòng mà nói anh chẳng muốn, anh chẳng muốn tập bài này, và trong giáo án thật sự của anh không tập bài này. Nhưng mà tại sao phải chỉ bài này? Tại vì bài này là bài nó nổi tiếng, nó quan trọng, và nó nói chung là nó cũng tập, nó cũng tạo cho sức mạnh cơ thể. Sao thêm cái nữa là cái phòng tàn nghèo nghèo á, nó làm gì nó có tiền nó mua máy, tại sao nó làm gì nó có tiền nó mua máy 150 triệu đó. Khi mà tập cái cáp mà nó không có trơn, cái cáp mà tập sực bỏ cũng tập đừng tập. Anh nói thiệt, cái mấy cái phòng sim mà rẻ tao đầu tư tao không có chú trọng cái này đâu, là những cái máy sửa dry là một, và những máy cable là hai, là kỹ nhân vui thôi đó. Nên người ta sẽ tập bài này, nói chung nó mang yếu tố về thiết bị, nó mang yếu tố này yếu tố kia đó, anh mới chia sẻ. Còn á tập bài này á cầm tay sao cầm vậy là được nha, để vậy là tao tập rồi. Khi mà người ta đỡ tạ tao cầm vậy á thì bạn cầm chỗ nào, cầm cái chỗ chĩa thôi nha. Nên cái người đỡ tạ tao không biết á, tao để vậy thằng kia biết vô cầm ngược tổ qua trong ma ví dụ. Bây giờ xin ông nói cho Hương Trần biết là đỡ sao, Hương Trần có kéo tay lên cho anh đúng hay sai sao đó. Đó cái đầu để đây rồi nô đúng không, phía ngoài cũng chết bà luôn đây, cái phía này đây không ai cầm vô nắm này tập sao tập được, vậy là sai. Tập cái tạ lên vậy sao tập không tập được, lật ngược lại đúng rồi, lật ngược lại đó, rồi cầm vô cái núm này, cái phía tay của mình ở ngoài vô cái núm ở trong vô này đúng không. Vậy thì á tại sao anh thích cầm như vậy, tại cầm như vậy nó lên gân, cầm như lên gân nhiều hơn, chứ phần nó tác động vô cái cơ tay sau nó khác một chút xíu so với cầm ngoài đây. Cầm ngoài đây thì phải lật ngược đó, sẵn sàng chưa đó, nếu cầm ngoài đây thì là như vậy đúng không, nó quá rộng đi nó quá rộng vậy, cái cùi chỏ của mình nó vô duyên tập có đúng không, nó không vô lắm, tập nhẹ thì vô. Nếu mà bài này á nguyên tắc á mình cầm mình banh ra đó lại vô gì, vô trong đúng không, vô đây nè. Thì mình muốn tập như vậy á thì mình phải tập nhẹ, bài này tập mà cầm ngoài tập nặng rất là nguy hiểm đó. Còn anh á thì thích cầm trong hơn, lật ngược lại rồi ok, rất là đau cùi chỏ nha, bình tĩnh nha Thu Hương, rồi ok vậy đúng không. Rồi để 5 ngón tay về phía đúng không, nè giờ là chết mẹ này nha. Nè không, tới đây nè cái điểm yếu nhất của chỏ vuông góc, vuông góc bữa lên là thấy bụng nổi đau lắm, hai cẳng tay vuông góc chết liền không được đó. Đây đúng không, cái cùi chỏ phải xéo lên xíu và tập nó có độ free way chút, nó vậy là nó chuẩn nè, nó lên 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đổi kiểu nè, nhìn này nha, không đừng đụng vô, đổi kích thích thấy chưa, 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi cái bài này mà không cẩn thận khéo gãy tay nguy hiểm lắm, bà điểm chết tiền các em. Bởi vì cái giáo án nào cũng phải thời gian, những năm mà 2003 tới 2013 là 10 năm trong giai đoạn đó là cái bài rất là nổi tiếng, và lúc đó là Việt Nam mình nó ăn gạo cơm không à, tiền ron thật đúng không, không có tiền mua máy nha, nó tập được những gì hết, những cái gì nó làm cho những người anh hùng lai là mấy nội thi đấu á, nhưng mà nó cũng tàn phá cái hệ xương của họ hết đúng không,
nó thật sự anh mấy em thấy không? Thời gian đó tập bài này nhiều, thời gian sau anh không bao giờ tập bài này, tại vì nó quá nhiều cái sự thay thế rồi, nó gọi là nó quá nhiều sự thay thế cho cái tay, nên đã mình là trong giáo án học á thì phải học hết, mình học nên biết đông tây kinh cổ, biết này biết kia, nên Duy Nguyễn Diêm Cổ là cái giáo trình, nó không cái giáo trình nó rộng lớn, nó mênh mông, nó kiến thức nó nhiều lắm em. Em chịu khó tập, đừng có đốt cháy giai đoạn, đừng có nóng vội. Nó là cái gì Nguyễn làm chuyển cổ 20 phần. Thôi giờ tôi tập tầng 1 cũng tầng 20 đủ rồi. Luôn á. Được. Được. Ready? Are you ready? Yes. Nó tập nhớ nha, cái đầu phải để đây. Để chút mình tập cái kiểu kia. Kiểu khác á. Ok. Boom. Nào. 2 3 Không lên hết nè, lên 4 thích. 5 Không lên lên vậy nha. Không nên thôi, tất cả em lên cũng không sai. Nên em lên vậy nó không sai. Nhưng mà anh khuyên là không nên. Thì tại sao không nên? Tại kinh nghiệm thôi mấy em. Hơn nhau chỗ kinh nghiệm nha. 6 7 8 Cố lên, cố lên. 9 Thêm cái nữa anh. 10 Cho anh 2 cái nữa. Cái nữa đi anh. 11 Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance, thiết bị cardio siêu hiện đại, free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.